3 ngày đầu tháng 11 âm lịch, 4 tuổi này vét cạn độc trời, trúng số độc đắc, tiền tỷ cầm tay. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn mình có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc sống, cuộc đời sẽ có những con giáp gặp được nhiều may mắn và có những con giáp không tránh khỏi đại hạn do bị sao hung tinh chiếu mệnh mà tài vận bế tắc, kiếm tiền gian nan, vất vả, thậm chí cơm ăn chẳng đủ no, áo chẳng đủ mặc, không thể than trách được ai. Có con giáp đen đủi hơn khi gặp phải đại hạn khiến cuộc sống gặp nhiều biến động, mất trắng tiền bạc, nhà cửa, gia đình đều tiêu tán. Thế nhưng, đó không phải là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn chúc mừng 4 con giáp may mắn trong 3 ngày đầu tháng 11 âm lịch tới đây. Vận số may mắn, lộc lá, tề tựu, quý nhân tương trợ, thần tài rót lộc về nhà. Cho nên, 4 con giáp may mắn này sẽ có của cải chất đống, cứ thế mà phát tài. Cuộc sống từ nay trở về sau, cứ thế phất lên như diều gặp gió. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là con giáp nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. 1. Tuổi Mão. Xem tử vi tháng 11 âm lịch tháng Mậu Tý năm Canh Tý của tuổi Mão có cho thấy trong 3 ngày đầu tháng mang tới những thách thức để bản mệnh có cơ hội thể hiện bản thân. Vì thế, nếu có chút khó khăn thì chẳng có gì mà đáng phải lo lắng. Sự mạnh mẽ, quyết đoán là rất cần thiết cho bạn lúc này. Sự nhún nhường chỉ đúng trong một số trường hợp. Nhưng tháng này, bạn cần phải dứt khoát và sẵn sàng đối đầu khi cần thiết. Các chi tiết nhỏ nhặt có thể gây ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn. Hãy cố gắng để xử lý cho ổn thỏa. Nếu không, chúng sẽ còn đeo bám và làm phiền bạn, khiến cho tâm lý bạn không được thoải mái. Hơn nữa, bản mệnh phải nhớ rằng chẳng ai hoàn hảo cả, cho nên nếu lỡ bạn hay người khác có phạm phải sai lầm thì cũng đừng vì thế mà chuyện bé xé ra to. Ngay khi sự việc xảy ra, bạn chỉ cần tập trung xử lý là được. Việc lỗi thuộc về ai, không cần tính toán vội. Thầy Gia Cát khuyên rằng một số việc khi bạn hiểu rõ ngọn ngành của vấn đề, bạn sẽ biết nên làm gì hơn là việc phân định đúng sai. Nếu cảm thấy khó khăn thì cứ thử đứng vào vị trí của người khác, bạn sẽ có được những quyết định hợp tình, hợp lý. Nhớ khi đánh giá thì chỉ nhận xét về sự việc, chứ không nên chê con người nào cả. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bạn khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma, tăng cường cát khí. Sức khỏe của tuổi Mão trong những ngày này sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết chuyển mùa. Nếu cơ thể không được khỏe, sẽ mắc các bệnh truyền nhiễm theo mùa, bị cảm cúm, đau đầu thường xuyên thì nhớ chọn trang phục đủ ấm. Ngoài ra, tháng này bản mệnh cũng nên dành thời gian để tăng cường luyện tập thể dục thể thao, tăng sức đề kháng cho mình. Nguyên lệnh Lâm Mộc Dục mang lại những tín hiệu tốt lành về chuyện tình cảm cho bản mệnh. Cơ hội kết đôi xuất hiện rất nhiều, nhưng điều quan trọng là bạn có cảm xúc với người ta hay không. Hãy lắng nghe trái tim mình, đừng qua lý trí, bạn sẽ để vụt mất cơ hội. Tuổi Mùi. Tử vi tháng nhận thấy người tuổi Mùi bước sang tháng 11 năm 2020 âm lịch với rất nhiều tin mừng trên đường công danh, sự nghiệp. Các thói quen thường ngày của người tuổi Mùi cũng sẽ cải thiện theo chiều hướng hiệu quả. Công việc có thể trở nên bận rộn, đòi hỏi bạn phải luôn dành ra một khoảng thời gian trống, đề phòng các tình huống bất ngờ xảy ra.
với những người tuổi trẻ sẽ có ý định khởi nghiệp, có thể tìm được những công việc, mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè, người thân. Bạn có cơ hội gặt hái được thành tích rất đáng khả quan nhờ công việc này, vì thế hãy mạnh dạn tiến hành công việc theo kế hoạch đã đặt ra từ trước. Đã đến lúc bạn nên mạnh dạn bộc lộ những tài năng của mình để xây dựng một hình ảnh cá nhân thật ấn tượng. Tình hình tài chính của người tuổi Mùi vẫn duy trì ở mức độ ổn định nếu so với tháng trước. Bạn khá kiên nhẫn với kế hoạch tiết kiệm của mình đang có. Có lúc bạn cũng muốn mua sắm những món đồ mà mình yêu thích, nhưng sau thời gian suy đi, tính lại, bạn thấy đó là sự lãng phí nên không quyết định mua sắm nữa. Nguyên lệnh suy cho thấy tính cách ôn hòa, dễ thỏa hiệp của bạn sẽ giúp bạn ở vị thế an toàn trong thời điểm này. Có thể vì bạn đã xông xáo trong những tháng trước và không đạt được kết quả gì, nên lúc này bạn muốn có thời gian tĩnh tâm lại. Hơn nữa, hôm nay bạn không nên quá tham vọng, sẽ không tốt cho bạn khi bị ảnh hưởng của tương hại. Lúc này, hãy cứ chăm chỉ, học hỏi nhiều sẽ giúp bạn tạo ra nền móng vững vàng cho tương lai sau này. Sức khỏe của bản mệnh khá tốt, giúp bản mệnh có thể cày việc để thực hiện các mục tiêu cuối năm của mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên nghĩ đến việc nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc sức khỏe. Vì thời tiết lúc này đã trở lạnh, nên bản mệnh cần phải chú ý giữ ấm, hoạt động thể dục, thể thao và ăn uống đủ chất sẽ có tác động rất tốt tới cơ thể, khiến đầu óc tỉnh táo và sáng suốt hơn. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc thì tuổi Mùi hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp tuổi Mùi đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó chiêu mời các lành, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, vật phẩm sẽ như quý nhân che chở, giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc làm ăn và kinh doanh. Đặc biệt, mang lại may mắn và bình an cho bản mệnh. Tuổi Sửu, tử vi tháng có cho thấy không chỉ 3 ngày đầu mà trong tháng 11, mọi thứ của tuổi Sửu đang dần phát triển. Sự phát triển ấy đều nhờ vào công sức của bản mệnh rất nhiều trong thời gian vừa qua. Khi ai cũng phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn chung như hiện tại, thì ở vị trí như hiện nay cũng được xem là điều đáng mừng. Về phương diện công việc, mỗi lúc áp lực một nhiều nhưng bạn không nhận ra. Có thể một số phiền phức nơi công sở sẽ khiến bạn nhìn nhận lại những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Hơn nữa, bạn vốn là con giáp giỏi nắm bắt cơ hội thì dường như không điều gì có thể làm khó được bạn. Tuy nhiên, người tuổi Sửu vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn. Với sự hiểu biết và khả năng ứng biến linh hoạt của mình, bạn sẽ làm chủ được tình huống. Song cần nhớ giữ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng vấn đề, đừng cứng nhắc quá mức mà ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc. Tháng này được xem là khá vượng duyên, là cơ hội tốt cho những ai độc thân, mở lòng đón nhận tình cảm của người khác giới. Tuy nhiên, bạn cũng nên cẩn thận trong lựa chọn, vì không phải ai cũng đến với bạn vì mục đích tốt đẹp. Bát Bạch bay về phương Tây Bắc khuyên bản mệnh không nên tham lam trong thời gian này. Việc bạn nhạy bén trong làm ăn sẽ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính, nhưng không có nghĩa là cứ đầu tư lớn thì lợi nhuận sẽ lớn lên. Chính vì vậy, ở trong thời điểm này, bạn cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong quá trình làm việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí và bình an cho bản mệnh. 4. Tuổi Thân. Xem tử vi tháng 11 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch. Trong 3 ngày đầu tháng, có thể có tiểu nhân quấy phá, nhưng bên cạnh đó vẫn có người hỗ trợ bạn. Do đó, những khó khăn sẽ không thể nào hạ gục được ý chí của con giáp tuổi Thân khi xung quanh bạn luôn có những người giúp đỡ kịp thời. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được suy nghĩ một cách tiêu cực, hãy nghĩ theo hướng mở và tập trung vào giải quyết những vấn đề. Mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào hoàn toàn do cách bạn phản ứng với những sự việc xảy ra. Hơn nữa, trong thời điểm này còn có thực thần ghé thăm, nhờ đó mà người tuổi Thân sẽ được hỗ trợ rất nhiều cả về khía cạnh tinh thần lẫn tiền bạc. Bạn đừng lo lắng, mình không đủ năng lực, bạn chỉ cần nhờ tới người giỏi hơn về lĩnh vực đó là được.
không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều. Vận trình tài lộc của người tuổi Thân trong tháng cũng đang có dấu hiệu tăng tiến dưới sự che chở của ngũ hành tương sinh. Một số khoản đầu tư của bạn trong 3 đến 6 tháng gần đây đã bắt đầu có lãi. Tuy bạn chỉ mới thu về khoản lợi nhuận nhỏ, nhưng về cơ bản, điều đó chứng tỏ rằng bạn đã đi đúng hướng. Muốn tài lộc tăng tiến hơn nữa thì bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Sức khỏe cũng là vấn đề bản mệnh đáng lưu tâm trong tháng này. Có thể vì chủ quan, vì nghĩ rằng mình đang khỏe nên bạn thường xuyên phá sức bằng việc thức khuya, ăn uống tạm bợ. Hơn nữa, thời tiết lúc này cũng hay thay đổi thất thường. Bạn không nên chủ quan, đi ra ngoài, không quên xem dự báo thời tiết để lựa chọn trang phục cho phù hợp. Để có thể cải thiện tình hình hiện tại và phát triển một cách mạnh mẽ hơn, thì người tuổi Thân hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Pháp khí còn giúp bản mệnh hóa giải thị phi, xua đuổi những hung tinh, đại hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét xung quanh bản mệnh. Đặc biệt, khi mang theo vật phẩm bên mình, bản mệnh sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, từ đó công việc thuận lợi, phát triển, gặp được nhiều may mắn và luôn bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những chương trình lần sau.